Mama anando kina sava chatun aneka antaraya pivina santu asem. Dạ, tôi Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt cho lệ pháp, vai trái kiền liên hầu. Trước mặt là tâm tạng, sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán để thích lòng thật thiên do oai lực pháp mẫu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt. Sĩ thị gia chân là đa tha xin tham văn tu sĩ cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai Akasattha cha phum mắt tha đê hoa na ga mất tí ca quân nhân nô anu mô đành tu chi răng rạch khanh tu sa sa năng Akasattha cha phum mắt tha đê hoa na ga mất tí ca quân nhân nô anu mô đành tu chi răng rạch khanh tu nô ga ru Akasattha cha phum mát tha đê hoa na ga mát tí ca bún nhân đồ anh ủ mồ đành tu chi răng rạch khanh tu nhà ta vô Akasattha cha phum mát tha đê hoa na ga mát tí ca bún nhân đồ anh ủ mồ đành tu chi răng rạch khanh tu ba ni nô Akasattha cha phum mát tha đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân đồ anu mô đàn tu chi răng rạch thành tu nô sa đà chữ thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thấm mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hệ phước đều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài viễn phục tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thụ đạo màu tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh văn kinh chi cu sa la cam mang cắt tất bằng ki ri văn ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye sát ta san ni no at ti ye cha sát ta A san ni no ca tăng quân nhà pha lăng mây hằng sắp bề pha ghi pha quan tu tê về tăng ca tăng số quý đi tăng đinh năng quân nhà pha lăng mây già về cha tát ta na cha nam ti đề hoa ganh toa ni quê đa dâm sắp bề lô cầm hi về sắp ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nun nhân phô cha năng sắc bê la phan tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đao lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được hạ hưởng an phước con hội hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mặt ngay có người làm phước được rải lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lầm ý đăng nô nha tì năng hồn tu su khi ta hồn tu nha ta vô
nguyện cho phước báo mà chúng con đã thông sạch làm đây, con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của chúng con đã quá vãng rồi, cầu xin cho các vị ấy hằng có được sự yên vui. Y đằng qua tam mê buôn nhân a sa quắc ca già qua hằng hồ tu, xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là mỗn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Và con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì ngũ giới. Phước báo nào có được ngày hôm nay con cũng xin chia đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng quý vị quan hệ thọ dụng đồng đều nhau cả thải. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mic trở lại cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sanghaya. Thưa tiên, kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng, trong những Việt Nam mà chúng tôi không được rõ, xin chào quý vị sư, quý cô tu nữ, xin chào chư Việt Nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 386. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Tất thành ở Tây Giáo Sa Quân Đà Mỹ Bức Thủ Má Hê Sì Hà Rá Hằng Tất Hà Gá Tô Lô Khu Tâm Mô Tóc Bá Gá Rù Hí Chệt Tha Cô Lô Cá Sa Sa Thà Chá Ná Đầm Má Cô Quý Đồ Quần Đà Má Hành Tâm Ná Rá Phù Chá Này Giác Cần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Vật Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng Pháp Ly Mão Chói Trần Tôi Thường Giáo Chủ Chí Năng Vô Lượng Tư Đế Ngài Đã Tin Tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Thoát Trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ vi ya ta sa sa tu nô lô ca nam man tha sa vi na ca rô cô sắp và nhu vô sắp bát đi phù ti sần nhá tô quần đà ma hành tầng ngã ra phù. Cha này gia tầng. Pháp bảo với như ánh vàng, như lai soi sáng, vật màng, vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đề dẫn Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp quang, đảnh cho công chúng, nhân gian, cúng dường. Sân khô quý số thô chú vết tác sơ xà quá cô xích khà chú cà mô quá cà thầm má xích khá cô niềm đà bá sân xà đi á nà đá rù quá rù quần đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần. Tăng bảo thinh văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thể pháp phàm nhân ai vị. Con xin đảnh lễ tăng hy. Đảng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratana te ya te che na se kha me e tu wa tha nang ta sa vi a nu pa we na sa ha sa ye na se chật tu. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Còn tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 386. Quý vị nhìn bên trên màn hình ha. Chúng tôi xin phép được đọc trước. Cha yin vi ra cha ma si năng cha yin vi ra cha ma si năng cha yin vi ra cha ma si năng. Bây giờ qua câu số 2. Kata kích chẳng anà sa quần kata kích chẳng anà sa quần Kata kích chẳng ana sa quần.
Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Chà yin vi ra cha ma si nang ca ta kích chẳng an na sa quăng. Chà yin vi ra cha ma si nang ca ta kích chẳng an na sa quăng. Chà yin vi ra cha ma si nang ca ta kích chẳng an na sa quăng. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4 ha. Đưa bài học lên để cho sự kiện thấy rõ ha. Câu số 3. Uttamat thằng anup bát tăng. Uttamat thằng anup bát tăng. Uttamat thằng anup bát tăng. Câu số 4. Tamahang pru mi brahma nang. Tamahang pru mi brahma nang. Tamahang pru mi brahma nang. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Uttamathang anubbat tăng tâm hằng trụ mi phạm năng uttam thằng anup bát tăng tâm hằng trụ mi phạm năng uttam thằng anup bát tăng tâm hằng trụ mi phạm năng. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu Phật ngôn 386. Chà yin vi ra cha ma si nang ca ta kích chẳng a na sa quăng út ta mắt thằng a lúc bát tăng ta ma hằng trụ mi phạm mắt nang. Chà yin vi ra cha ma si nang ca ta kích chẳng an na sa quăng út ta mắt thằng an lúc bắt tăng ta ma hằng pru mi phạm mắt năng. Năng thứ ba. Cha yin vi ra cha ma si năng ca ta kích chẳng an na sa quăng út ta mắt thằng an lúc bắt tăng tâm hằng trụ mi phạm mắt năng. À, đó là cách đọc thứ nhất ha. Cách đọc thứ hai. Chà yin vi ra cha ma si năng ca ta kích chẳng a na sa quăng uttamat thằng anup bát tăng tâm hằng trụ mi phạm mắt năng. Đọc lại. Chà yin vi ra cha ma si năng ca ta kích chẳng a na sa quăng uttamat thằng anup bát tăng tâm hằng trụ mi phạm mắt năng. Quý vị nhận định trong hai cách đọc. À, cách đọc thứ nhất, chúng ta đọc liền lạc nguyên bài một hơi. Cách thứ hai thì chúng ta dừng lại cuối câu số 2. Nhưng mà dừng lại cuối câu số 2, dừng lại để mà nghĩ, chứ không phải dừng lại chữ quăng này chúng ta đọc giống như hụt hơi, không được. Chúng ta đọc chữ quan này kéo dài, thế rồi chúng ta nghỉ. Bởi vì mệt mà, mệt thì phải nghỉ. Nhưng mà muốn nghỉ thì phải thể hiện cái thái độ mệt mỏi của mình. À, tức là kéo dài ra rồi mới được dừng lại. Cho nên kéo dài ra giống như một trường âm, để rồi giống như hụt hơi. Chúng ta nghe chữ quan. Nhưng mà chữ quăng này đọc rồi tới đó hụt hơi nghỉ rồi quý vị đọc tiếp không được. Dừng lại nơi này để chúng ta
khẳng định câu này được chia làm hai. Đọc một lần hai câu. Và cuối câu số 2 nó là trường âm, thì chúng ta phải kéo dài ra. Trường âm là phải kéo dài ra để mà nghĩ sung sướng. Khi mà câu số 2 là trường, cuối câu là trường âm, thì đây là một cái câu Phật ngôn dễ đọc chứ không phải là khó ha. Cho nên quý vị nghe chúng tôi đọc trường âm đoạn âm, dù là một hơi hoặc là hai hơi thì cũng đọc rõ ràng, kéo dài. Chữ A Na Sa Quan, chữ Quan kéo dài. Rồi khi đó chúng ta bắt đầu câu số 3 ha. Và câu Phật ngôn 386 cũng là một câu Phật ngôn rất là dễ. Dễ ở đây tức là một câu 8 từ. 8 từ thì chúng ta chia ra làm 2. Thế rồi chúng ta có được một cái giọng kệ. Câu 1 và câu 2 bổ sung cho nhau ha. Quý vị kệ thì đừng có bao giờ đọc từng câu một. Đọc từng câu một nói lên cái vấn đề trang nghiêm. Đó chỉ là cái bài kệ mà thỉnh pháp sư, bởi vì nó dài. Chúng ta phải đọc rõ ràng, chậm rãi từng câu một. Nhưng mà trong các cái bài kệ khác thì chúng ta phải đọc một lần hai câu ha. Không giống như thỉnh pháp sư. Bởi vì trong thỉnh pháp sư thì chúng ta là người đại diện cho Đức Đại Phật Thiền Sa Hầm Bát Tí. Mà khi đại diện cho một vị Phạm Thiên thì chúng ta phải thể hiện sự tôn kính, sự trang nghiêm. Cho nên chỉ ưu tiên cho cái câu thỉnh pháp sư là chúng ta đọc từng câu một trang nghiêm, chậm rãi, rõ ràng. Còn đối với những câu này thì tương đối dễ ha. Rồi bây giờ chúng ta đọc trước giọng kinh xong, bây giờ qua giọng kệ. Chà yin vi ra chà ma si nắng ta ta ki chăng a na sa quần un ta ma thăng a nup ban tăng ta ma hăng pru mi prâm ma nâng. Chà yin vi ra chà ma si nắng ca ta ki chăng ana sa quần un ta mat thăng a nu ban tăng ta ma hăng pru mi prâm ma nâng. Chà yin vi ra chà ma si nâng ca ta ki chăng ana sa quần un ta mat thăng a nu ban tăng ta ma hăng pru mi prâm ma nâng. Tu thiền trú ly trần, phần sự xong vô lậu, đạt được đích tối thượng, ta gọi bà la môn. Cái gì chỉ cát lên chàng ơi, cho hôm nay sư căng dặn giữ thần hả? Chỉ giữ mà biết vậy đó hả? Ông địa vậy ta căng dặn dân thần chỉ giữ mà chát lên cái kiểu tiếng Việt mà đọc cũng chát lên sai nữa. Nhưng mà gặp rồi qua. Rồi bây giờ mời Sít Ca Mít Ta trước. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo và con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con kính cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu nghe rõ. Và con cũng xin trả bài câu pháp cú 386. Cha dinh vi ra cha ma si năng ca ta kích chăng a na sa quăng ut
ta mát thang anup bát tăng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Cha, trường âm thông thường, dinh, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý, rá, chá là ba đoạn âm, ma, si là hai trường âm thông thường, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá, tá là hai đoạn âm, kích là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, đoạn âm, na trường âm thông thường, xá đoạn âm, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trà dinh chá rách, quý rách chan, mà xì năng, cá tác kích, chẳng á nà xá quăng, trà dinh quý rách chan, mà xì năng, cá tác kích, chẳng á nà xá quăng. Và con sẽ phân tích câu 3 và câu 4. Út trường âm nhấn, tá đoạn âm, mát trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, núp trường âm nhấn, bát trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pro trường âm thông thường, mí đoạn âm, pram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Út ta mắt thằng á núp bắt tăng tá ma hằng pru mi pram ma năng. Dạ con xin đọc lại hết bài. Cha dinh vi rách ma si năng ca ta kích chăng á na sa hoàng. Út ta mắt thằng á núp bắt tăng tá ma hằng pru mi pram ma năng. Cha dinh vi rách cha ma si năng ca ta kích chăng a na sa hoàng út ta mắt thằng a núp bát tăng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Tu thiền trú ly trần phận sự xong vô lậu đạt được đức tối thượng ta gọi bà lâm. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con cũng xin kể. Cha dinh quy ra cha ma si năng ca ta kích chăng a na sa quang ô ta mát thăng a nấp bát thăng ta ma hăng pru mi pram ma năng. Dạ con đã đọc xong, kể xong, có chỗ nào sai thì xin Ngài sửa cho con. Dạ, con kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư chư đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Sư, ngày hôm nay con thấy giọng nói của sư khỏe, sư không có mệt mỏi giống như mấy bữa trước. Chắc mấy hôm rồi sư không ngủ được ngon, ăn được ngon, hình ra sư sư giọng sư khỏe, sư căng giận quá trời quá đất luôn, quăng quăng phải kéo dài, quăng chứ không phải quăng như vậy là giống như hết hơi, quăng phải dài giống như trường âm dài vậy, dài thon 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 thon, dài múc chỉ cà tha luôn sư hả. Nữa tới giờ để con coi cái tờ giấy con biên mất tiêu rồi, tới giờ sư nói rồi, tới giờ bả mở máy rồi đó. Bảo ba qua chích chè cà dê dê nhõng, nói hù nói dượng, nói như chạch chìm tọ, nói không liền da non, nói nhăn nói cội, nói chàng gian đại hỏi, nói gì vợ bố, nói như nói gà nói vịt, nói không tụi nói như đừng bắt dữ vậy. Trời, con biên cái đền nó mấy chữ đó, mấy người Việt Nam nói cho con biết, con ghi vô cuốn sổ rồi sư, để lâu quá không dùng nó quên đó sư. Trời ơi, sư được cái mắt kiếm. Rồi để con đọc bài cho rồi đó sư ơi. Để sư ơi, sư suy nghĩ, sư còn cái từ nào nữa không sư? Sư nói cho con để con ghi trong cuốn sổ luôn sư. Để không thôi cái văn chương ca dao tục ngữ của miền Nam mất tiêu luôn đó sư. Dạ yeah, thôi bây giờ con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 386. Ha 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 ha. À, để đọc coi.
cha dinh quý đa cha ma si năng ca ta kích chẳng a na sa hoàng út ta mắc thằng a nút phát tặng ta ma hằng đồ hay rầm ma năng cha dinh quý đa cha ma si năng ca ta kích chẳng a na sa hoàng út ta mắc thằng a nút phát tặng ta ma hằng đồ mi rầm ma năng. Phân tích câu 1 và câu 2. Cha trường âm thông thường, chinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý rá chá ba đoạn âm, ma si hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2. Khá tá hai đoạn âm, kích trường âm nhắn, chăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á đoạn âm, na trường âm thông thường, xá đoạn âm, quăng, quăng đi, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con đọc câu 1, câu 2 lại ạ. Cha dinh quý ra cha ma si năng kha ta kích chăng a na sa hoàng. Đọc câu 3, câu 4 và phân tích. Trời ơi, phân tích chắc tịch luôn nha. Con biên chữ dữ dằn, dữ thần là con biên chữ dữ. Rõ ràng lúc mà con thích cái return nó tự nhiên thành cái chữ dần, con không biết nổi luôn. Con cái máy của con là nó vậy đó, chắc nó khùng giống con đó rồi. Con đọc câu 3, câu 4 và phân tích là Út ta mắc thần anút phát tầng ta ma hằng rù vi rầm ma năng. Út trường âm nhắn, tá đoạn âm, mắt trường âm nhắn, thần trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á đoạn âm, nút phát hai trường âm nhắn, tăng trường đọc theo giọng nguyên âm. Tá má hai đoạn âm, con thấy chữ tá má con nhớ tá, tá ma hòn, tá ma hồ gì, súng của Mỹ bắn hay lắm mấy sư. À, tá má hai đoạn âm, hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhắn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3 và câu 4 và đọc lại nguyên bài. Út tá mắc thằng anh nút phát tầng tá má hằng ru mí râm má năng. Cha dình quý ra cha mà si năng khá ta kích chẳng a na sa hoàng. Út tá mắc thằng anh nút phát tặng ta ma hằng rù mi rầm ma nặng. Đọc lặng lặng nó chắc, cho chắc mẻm này, cho chắc cú đi, chắc mẻm chắc cú. Cha dình quy ra cha ma si nặng kha ta kích chẳng a na sa hoàng út ta mắc thằng a nút phát tặng ta ma hằng rù mi rầm ma nặng. Bây giờ tới gì ta, tới ca kệ. Cha dình quy ra cha ma si năng kha ta kích chăng a na sa hoàng ung ta mắc thăng a nu phát tăng ta ma hằng rô mi ram ma năng. Cha dinh quy ra cha ma si năng kha ta kích chăng a na sa hoàng ung ta mắc thăng a nu phát tăng ta ma hằng rô mi ram ma năng. Chờ tu thiền chú ly trần phận sự xong vô lậu đạt được đích tối thượng ta gọi bà la môn. Trời ơi, mấy người này là đầy đủ ba la mật, tức Phật nói một cái kia thành a la hán liền. Mấy bài này dạy cho mấy người ai thật tối thượng căn đó sư. Còn có sai xin sư sửa như sư đi đâu mất tiêu rồi, sư con thấy sư. Úi trời ơi, sao bữa nay sư cho ba cái bông hoa hồng vậy ta? Mấy cái bông hướng dương nó mất tiêu trên người ta. Ôi, hoa hồng đó chiếc luôn vậy đó. Bữa nay thiệt là đẹp nha, hoa hồng đẹp thiệt là đẹp đó nha. Gần tới Christmas nữa rồi đó sư. Con cảm ơn sư nha, chắc không có chuyện gì trục trặc đâu ha sư ha. Dạ, con xin cảm ơn sư à. Xin mời quý vị khác kế tiếp nha. Trả máy lại bây giờ đó nha. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc câu kệ ngôn. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn 386 ạ. Cha dinh quy ra cha ma si năng ca ta kích chăng a na sa hoàng út ta mắt thằng a nốt bát tăng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Cha dinh quy ra cha ma si năng ca ta kích chăng a na sa hoàng út ta mắt thằng a nốt bát tăng ta ma hằng pru mi pram ma năng.
xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Cha là trường âm thông thường, dinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý, rá, chá là ba đoạn âm, ma, si là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá, tá là hai đoạn âm, kít là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, na là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, câu 1 và câu 2 ạ. Cha dinh quý ra cha ma si năng ca ta ki chăng a na sa quăng. Út là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, núp, bát là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pro là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cha dinh quy ra cha ma si năng ca ta ki chẳng ana sa quang út ta mát thằng anop pat tăng ta ma hằng pro mi pram ma năng. Con xin kể ạ. Cha dinh quy ra cha ma si năng ca ta ki chẳng ana sa quang út ta mát thằng anop pat tăng ta ma hằng pro mi pram ma năng. Cha dinh quy ra cha ma si năng ca ta ki chăng a na sa quang ut ta ma thăng a núp ba tăng ta ma hăng pru mi pram ma năng. Tu thiền chú ly trần, phận sự xong vô lậu, đạt được đích tối thượng, ta gọi Bà La Môn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con kính cảm ơn sư. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, thân mời Hà. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sàng Thầy. Dạ, con kính lãnh lễ Ngài Chúa Đức, con kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin chào bạn. Cha dinh quy ra cha ma si năng cát ta kích chẳng a na sa quăng. Tamatthang anuppattang tamahang bhumi brahmanang. Cha dinh vi ra cha ma si năng katta kích chẳng a na sa quang. Uttamatthang anuppattang tamahang bhumi brahmanang. Dạ, con xin phân tích. Cha là trường âm thông thường, dinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý, rá, chá là ba đẳng âm, ma, si là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá, tá là hai đoạn âm, kích là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, na là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cha dinh quy ra cha ma si năng cách tách chích chẳng a na sa quần. Câu 3, câu 4. Út ta mắt thằng a nứt tách tăng tam hằng vù mi brahm ma năng. Út là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, nứt là nứt. Tát là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đẳng âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm thông thường, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Uttamatthang anuppattang tamahang bhumi brahmanang. Con xin đọc lại. Cha dinh vi ra cha ma si năng cách
kích chẳng a na sa quần ước ta mắt thằng a nấp bắt tằng ta ma hằng bù mi bầm ma nằng tu thiền trú ly trần phần sự song vô lậu đạt được đích tối thượng ta gọi bà la môn. Bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu, con xin kệ. Cha yin vi ra cha ma si nang tat ta kích chăng a na sa wang uttamat thang a nip pa tang ta ma hang bu mi pam ma nang. Dạ con có sai xin ngài và đại tràng kính sửa, con xin trả mất. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 36. Cha dinh quý ra cha ma si năng ca ta kích chăng a na sa văng út ta mát thăng rằm út ta mát thăng anup tăng ta ma hằng gù mi trầm ma năng cha dinh vi ra cha ma si năng ca ta kích chăng a na sa văng út ta mát thăng anup phát tăng ta ma hằng gù mi trầm ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Cha trường âm thông thường, dinh trường âm đọc theo dạng nguyên âm, ví rá chá ba bản âm, ma si hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá tá hai bản âm, kích trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á bản âm, na trường âm thông thường, tá bản âm, văng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Cha dinh vi ra cha ma si năng đa ta kích chăng a na sa văng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Út trường âm nhấn, tá bản âm, mát trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á bản âm, núp tát hai trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai bản âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rù trường âm thông thường, mí bản âm, rằm trường âm nhấn, má bản âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Út ta mát thăng á núp phát tăng ta ma hằng cù mi cầm ma năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 386. Cha dinh vi ra cha ma si năng ca ta kích chăng a na sa văng út ta mát thăng á núp phát tăng ta ma hằng cù mi cầm ma năng. Cha dinh vi ra cha ma si năng ca ta kích chăng a na sa văng út ta mát thăng a nu phát tăng sa ma hăng cu mi râm ma năng. Tu thiền trú ly trần phận sự xong vô lậu đạt được đích tối thượng ta gọi bà la môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức. Con xin mến chào đạo tràng và con xin trả bài câu 386. Cha dinh quý ra cha ma si năng cát ta chích kích chăng a na sa văng út ta con xin sám hối út ta ma thằng a nu
xin phân tích câu 1, câu 2. Cha là trường âm thông thường, dinh là trường âm đọc theo giọng nhân âm. Quý, rá, chá là ba đoạn âm. Ma, si là hai trường âm thông thường. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá, tá, kít, chăn. Cá là đoạn âm, tá là đoạn âm. Kít là trường âm nhấm. Chăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm. Na là trường âm thông thường. Xá là đoạn âm. Quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 4, câu 3, câu 4. Uttama thằng anupatang. Út là trường âm nhấn. Tá là đoạn âm. Mát là trường âm nhấn. Thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm. Nước là trường âm nhấn. Phát là trường âm nhấn. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá là đoạn âm. Má là đoạn âm. Hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vương là trường âm thông. Bư là trường âm thông thường. Ní là đoạn âm. Bra là trường âm nhấn. Má là đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Uttama thằng anupatang ta ma hằng rumi ra ma năng. Dạ con xin đọc lại nhân bài ạ. Cha yin vi ra cha ma si năng ca ta ki chang a na sa wang uttama thằng anupatang ta ma hằng rumi ra ma năng. Dạ con xin kể. Cha yin vi ra cha na si năng ca ta ki chang a na sa wang uttama thằng anupatang ta ma hằng tu ni pra ma năng. Cha yin vi ra cha ma si năng ca ta ki chang a na sa wang tama thang ta lu pa tang ta ma hang bu ni brahmanang. Dạ con xin sửa sửa ạ. Dạ cũng con xin mời vị kế tiếp ạ. Sorry hôm nay cũng còn mệt quá nói chưa nổi. Dạ con xin xuống mấy cái con có sai xin ngài sửa. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ thưa con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư pháp Trang, con quý cô tu nữ và con chào đạo trang. Con xin đọc bài 386. Cha yin wa ra cha ma si nang ka ta ki cham a na sa wang ut ta ma thang a nu pa tang ta ma hang pu mi pra ma nang. Cha yin wi ra cha ma si nang ka ta ki cham anasawang a ut ta ma thang anupatang ta ma hang pum mi pra ma nang. Con xin phân tích đoạn 1 và đoạn 2. Cha yin vi ra cha ma si nang a ta ki cham anasawang. Cha trường âm thông thường, yin trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý ra cha ba đoạn âm, ma si hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá tá hai đoạn âm, kít trường âm nhấn, châm trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, na trường âm thông thường, xá đoạn âm, quâm trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cha yin vi ra cha ma si năng cá tá kít châm á na sa quang. Đoạn 3, đoạn 4. Út tá mát thằng a núp bát tăng ta ma hằng bùm mi bra ma năng. Dạ, út là trường âm nhấn, ta đoạn âm, mát trường âm nhấn, thăng trường âm thông thường, á đoạn âm, nút trường âm nhấn, phát trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bùm
trường âm thông thường mí đoạn âm, pra trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, út tát mang tát mắt thằng an nút bắt tăng tát mắt hằng bùm mí pra má năng cha yin quý ra cha ma si năng cát ta kít chầm a na sa quang út tát mắt thằng a nút bắt tăng tát mắt hằng bùm mí pra má năng tu thiền chú ly trần Phật sự xong vô lậu đạt được đích tối thượng, ta gọi là Bà La Môn Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. Cha yin quy ra cha ma si năng cả ta kim chấm anasa wang un tam an thăng anun ban tăng tamaham bùn mi ba ma năng. Dạ thưa con xin hết, có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con xin cảm ơn. Dạ. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sằng Khà Giá. Dạ con kính lãnh lễ ngài Di Đức, con kính lễ sư Pháp Trang, kính lễ quý cô tu nữ và kính chào toàn thể quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 386 ạ. Cha Dìn Quý Ra Cha Na Cha Ma Sằng Si Năng Cá Ta Kích Chẳng A Na Sa Hoàng U Ta Mát Thằng A Núp Bát Thằng Ta Ma Hằng Rù Mi Rầm Ma Năng. Cha Dìn Quý Ra Cha Ma Si Năng Cá Ta Kích Chẳng A Na Sa Hoàng Ta mắt thằng á nút bát tầng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Dạ con xin đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích nè. Cha dình quý rách chá ma xì nằng cá tá kích chằng á nà sa quằng. Cha dình quý rách chá ma xì nằng cá tá kích chằng á nà sa quằng. Dạ, cha là trường âm thông thường, dinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là quý rá giá là ba đoạn âm, ma si là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá tá là hai đoạn âm, thích là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, na là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cha dình quý ra cha mà xì nằng cha ta kích chẳng a nà xa quằng. Dạ con xin đọc câu số 3 và câu số 4. Út ta mắt thằng á núp bát tằng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. U ta mắt thằng á núp bát tằng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Dạ úp là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, núp là trường âm nhấn, bát là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại câu số 3 và câu số 4. U ta mắt thằng a núp bát tằng ma ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. U ta mắt thằng a núp bát tằng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Cha dình quy rác cha mà xì nằng ca tác kích
chẳng a na sa hoàng út ta mắt thằng a núp bát tằng ta ma hằng rù mi rầm má nằng tu thiền trú ly tu thiền trú ly trần phận sự xong vô lậu đạt được đích tối thượng ta gọi bà la môn. Và bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Và con cũng xin kệ: cha yin quy cha cha ma si năng ca ta ki chăng a na u sa quăng u ta ma thăng a nup ba tăng ta ma hăng ru mi râm ma năng. Dạ con đã đọc xong. Dạ con kính xin ngài chữa chỉnh sửa giùm cho con nếu con có sai, và kính xin quý đạo hữu chỉnh sửa giùm cho con ạ. Và con kính xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Và con kính cảm ơn. Và con xin mời vị kế tiếp. Dạ alo. 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 Dạ alo. Alo. Dạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Nam Mô. Nam Mô Bụt Thầy giá. Nam Mô Tham Ma giá. Dạ Nam Mô Sang Kha giá. Dạ con. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức ạ. Con kính đảnh lễ đại đức Pháp Tràng. Dạ con xin nha thanh thủ đọc cái bài 386 của Tàn Kiệt Tình Dục. Cha yin quy ra cha ma si nằng ca ta ki chăng a na sa văn út ta mát thằng a nu bát bát tăng ta ma hằng pru mi mi pram ma nằng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Dạ. Cha dình quy ra. Cha dình quy ra. Cha ma si nằng ca ta ki chăng a na sa văng. Dạ con xin phân tích hai câu đó. Chữ chá là trường âm thông thường, chữ yin là trường âm đặt thu giọng nguyên âm, chữ quý là đoạn âm, chữ rá là đoạn âm, chữ chá là đoạn âm, chữ ma là trường âm thông thường, chữ xí là trường âm thông thường, chữ năng là trường âm đặt thu giọng nguyên âm, chữ cá là đoạn âm, chữ tá là đoạn âm, chữ ký là trường âm nhắn, chữ chăng là trường âm đặt thu giọng nguyên âm, chữ á là đoạn âm, chữ na là trường âm thông thường, chữ xá là đoạn âm, chữ quăng là trường âm đặt thu giọng nguyên âm. Dạ con phân tích thêm câu 3 và 4. Uttamat thằng anupat tăng tamahang ru mi brahmanang. Dạ chữ út là trường âm nhắn, chữ tá là đoạn âm, chữ mát là trường âm nhắn, chữ thăng là trường âm đặt thu giọng nguyên âm, chữ á là đoạn âm, chữ nức là trường âm nhắn, chữ bát là trường âm nhắn, chữ tăng là trường âm đặt thu giọng nguyên âm, chữ tá là đoạn âm, chữ má đoạn âm, chữ hăng là trường âm đặt thu giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm, chữ pram là trường âm nhắn, và chữ má là đoạn âm, chữ năng là trường âm đặt thu giọng nguyên âm. Dạ con đã phân tích như vậy rồi thì có chi là có chút xíu dạy bạch ngài sửa giùm con. Thì con nên đọc cái câu việc này: tu thiền tu ly trần phận sự xong vô lậu đạt được đích tối thượng ta gọi bà la môn. Dạ xong, bây giờ thì con xin đọc kệ: cha yin quy ra cha ma si năng ca ta kinh chăng a na sa văn
uttamattham anubhattam tamaham rumi brahmanam chayin vira chamasinam katakichan anasavam uttamattham anung bát tăng ta ma ham ru mi pram năng. Dạ con đã đọc kệ hai lần mà con ấy xong rồi, thì bây giờ con xin mời Thanh Hoàng. Dạ kính, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và các cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 386 ạ. Cha dinh quy ra cha ma si nang ca ta kích chàng a na sa hoàng út ta ma thằng a nu pa tăng ta ma hằng ru mi pra ma nang cha dinh vi ra cha ma si nang ca ta kích chẳng a na sa hoàng út ta ma thằng a nu pat tăng ta ma hằng ru mi pra ma nang. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Cha dinh vi ra cha ma si nang ca ta kích chẳng a na sa hoàng. Cha là trường âm thông thường, dinh là trường âm giọng nguyên, đọc theo giọng nguyên âm. Quý rá chá là ba đoạn âm, ma si là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Cá tá là hai đoạn âm, kích là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm, na là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Út ta mang, con đọc câu 3 câu 4 ạ. Út ta mát thằng anupat tăng ta ma hằng ru mi pra ma năng. Út là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, năng là trường, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm, núp pát là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pra là trường âm nhấn, má là đoạn âm và năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài. Cha dinh quy ra cha ma si năng ca ta kích chẳng a na sa hoàng út ta ma thằng a nu pát tăng ta ma hằng pru mi pra ma năng. Con xin đọc lời Việt, lời dịch ạ. Tu thiền chú ly trần, phận sự xong vô lậu, đạt được đích tối thượng, ta gọi Bà La Môn. Con xin kể. Cha dinh quy ra cha ma si. Con xin sám hối. Cha dinh quy ra cha ma si năng ca ta kích chăng a na sa hoàng uttamattham anupattam tamaham pru mi pramanam cha jing vi ra cha ma si nam kata kích chăng anasa quang uttamattham anupattam tamaham pru mi pramanam. Dạ con đã đọc và kệ xong ạ. Con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con. Con xin xuống mic, con kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Dạ, sa thú, cảm ơn Thanh Hoàng. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn Nhật Quỳnh đã cho biết rõ. Và Nhật Quỳnh có thể post bài dùm. Và cảm ơn Nhật Quỳnh. Cha dinh quý ra cha ma si năng á tắc kích chăng anh nà sắc vần. Cha là trường âm thông thường,
Dinh là trường âm, giọng nguyên âm. Quý ra chá, ba đoạn âm. Ma si, trường âm thông thường. Năng, trường âm, giọng nguyên âm. Cá tá, hai đoạn âm. Kích, trường âm nhấn. Chăng, trường âm, giọng nguyên âm. Á âm. Na, trường âm thông thường. Xá, đoạn âm. Văn, trường âm, giọng nguyên âm. Cha dinh quý ra chăm ma si năng. Các tắc kích chăng anh na sắc văn. Đoạn 3 và 4. Út tá mắt thằng anh nấp bắt tăng. Tá má hằng rù mi rằm má năng. Út trường âm nhấn. Tá âm mắt trường âm nhấn. Thăng trường âm giọng nguyên âm. Á đoạn âm. Nức trường âm nhấn. Bát trường âm nhấn. Tăng trường âm giọng nguyên âm. Má tá đoạn âm. Hăng trường âm giọng nguyên âm. Rô trường âm. Mí đoạn âm. Răm trường âm nhấn. Má đoạn âm. Năng trường âm giọng nguyên. Út tấm mát thằng anh nấp bất tăng. Tấm hằng rù mi rằm má năng. Cha dinh quý ra cha ma si năng cá tắc chăng. Anh nà quát sang. Út tấm mát thằng anh nấp bất tăng. Tấm hằng rù mi rằm má. Dạ, bây giờ tôi diễn xin kệ. Cha yin vi ra cha ma si năng. Ca ta kích chăng an na wa sang. Sa quăng. U ta ma thăng an nu. Tâm hăng ru mi râm ma năng. Cha yin vi ra cha ma si năng. Ca ta kích chăng an na sa văng. Ut ta ma tăng an nấp ba tăng. Tam ma hăng ru mi râm ma năng. Tu thiền trú ly trần. Phận sự xong vô lậu. Đạt được đích tối thượng. Ta gọi bà la môn. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã đọc kệ và phân tích. Nếu có sai xin ngài chỉnh sửa. Bây giờ tự nhiên thấy tín hiệu của Quang Thanh. Alo, alo, con nghe con nói không ạ? Dạ, con xin kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Và con kính xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức và kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang và kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tại Duyên. Và con kính chào đạo tràng. Con xin trả bài công pháp cú 386. Cha rình quy gia cha ma si năng ca ta kích chẳng ana sa quang. Út ta ma thằng an úp bát tăng ta ma hằng rù mi rằm ma năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Cha rình quy ra cha ma si năng ca ta kích chẳng an à sa quăng. Cha là trường âm thông thường, rình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý giá là hai đoạn âm, quý giá trá là hai quý giá. Quý là đoạn âm
Giá là đoạn âm, chá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, si là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá, tá là hai đoạn âm, kích là trường âm nhấn, trăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, na là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, văng là trường âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3 và câu số 4. Uttama tham anubbatang tama hang rumi ram manang. Út là trường âm nhấn. Tá má, tá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn. Thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, núp là trường âm nhấn, bắt là cũng trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá là đoạn âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, răm là trường âm thông thường, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại. Cha rình quy gia cha ma di năng ca ta kích chẳng an na sa quang út ta mát thằng an úp bát tăng ta ma hằng rù mi rằm ma năng tu thiền chú ly trần phận sự xong vô lậu đạt được đích tối thượng ta gọi bà la môn. Dạ, của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic của con, nếu có sai thì mong ngài sửa và đạo tràng sửa cho con ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ, con xin mời người kế tiếp ạ. Dạ con xin đảnh lễ ngài Chí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 386. Cha dinh quý ra cha ma si năng ca ta kích chẳng an na sa quần ut ta mát thằng an úp bát tăng ta ma hằng pru mi prang ma năng cha yin quy ra cha ma si năng ca ta kích chẳng an na sa quần. Cha là trường âm thông thường, yin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý ra cha là ba đoạn âm, ma si hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá tá hai đoạn âm, kích trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, na trường âm thông thường, xá đoạn âm, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Út cha dinh quy ra cha ma si năng ca ta kích chẳng an na sa quần út ta mát thằng an úp bát tăng ta ma hằng bru mi prang ma năng. Út là trường âm nhấn, tá đoạn âm, mát trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nức trường âm nhấn, bát trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, prang trường âm thông thường, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Uttamat thằng anup bát tằng tama hằng bru mi prang ma năng. Cha dinh quy ra cha ma. Cha dinh quy ra cha ma si năng kata kích chẳng ana sa quần uttamat thằng anup bát tằng tama hằng bru mi prang ma năng.
cha yin quý ra cha ma si năng ca ta kích chẳng ca na sa hoàng út ta ma thằng a nức bát tằng ta ma hằng bru mi bra ma năng. Con xin đọc lại lần nữa. Cha yin quý ra cha ma si năng ca ta kích chẳng a na sa hoàng út ta ma thằng a nức bát tăng ta ma hằng bru mi brang ma năng cha yin vi ra cha ma cha yin vi ra cha ma si năng ca ta ki chăng a na sa wang ut ta ma thăng a nu pat tăng ta ma hằng rú mi prang ma nang tu thiền trú ly thật trần Phật phận sự xong vô lậu đạt được đích tối thượng ta gọi bà la môn là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mít ạ. Dạ con xin đảnh lễ ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. À, hôm nay con xin được vào lớp học. Dạ, con xin đọc. Cha yin vi ra cha ma si năng ca ta ki chàng a na sa vàng ut ta ma thằng anu ta tàng ta ma hàng rù mi ra ma năng. Dạ con xin đọc lại. Cha yin vi ra cha ma si năng ca ta ki chăng a na sa văn anu ma thằng anu pa tăng ta ma hằng rù mi ra ma năng tu thiền trú ly trần phận sự vô sông vô lậu đạt được đích tối thượng ta gọi bà la môn. Hòa thượng Thích Minh Châu, con xin phân tích. Cha yin là hai trường âm, vi ra cha là ba đoạn âm, ma si năng là ba trường âm, ca ta là hai đoạn âm, kích chăng là hai trường âm, a là đoạn âm, na là trường âm, xá là đoạn âm, tăng là trường âm, út là đoạn, út là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, thăng là trường âm, á là đoạn âm, nước phát tăng là ba trường âm, tám má là hai đoạn âm, hăng là trường âm, ru là trường âm, mí là đoạn âm, râm là trường âm, má là đoạn âm, năng là trường âm. Dạ thưa sư, nếu sư chỉ con thêm tại vì con mới vô lớp, dạ con kính chị an sư. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ. À, con kính lễ sư Pháp Trang và dạ, con kính chào đạo tràng. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính lễ cô tu nữ Tu Duyên. Dạ, mình tự kính cảm ơn đạo tràng đã cho mình tự biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ con xin phân tích và đọc bài câu pháp cú 386 hôm nay. Cha yin vi ra cha ma si năng ca ta kích chăng a na sa hoàng út ta mắt thằng a nức bắt tăng ta ma hằng bru mi brahm ma năng. Cha yin vi ra cha ma si năng ca ta kích chăng a na sa hoàng út ta mắt
thằng anuk bát tăng tam ma hằng tu mi brahm ma năng. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Cha yin virachama si năng katakit chăng ana sa hoàng. Dạ, cha. Trường âm thông thường, yin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý, rá, chá là ba đoạn âm. Ma, si là hai trường âm thông thường. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 2. Cá, tá là hai đoạn âm. Kích là trường âm nhấn. Chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm. Na là trường âm thông thường. Xá là đoạn âm. Quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 3 và câu số 4. Út, tá, mắt. Thằng anuk bát tăng tamahang tu mi brahm ma năng. Câu số 3, út là trường âm nhấn, tá là trường âm thông đoạn âm, mát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm, nút bát là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại bốn câu. Cha yin virachama si năng katakit chăng ana sa hoàng utta mắt thằng anup tăng tama hằng ru mi brahm ma năng cha yin virachama si năng katakit chăng ana sa hoàng uttamat thằng anupat tăng tama hằng ru mi brahm ma năng. Con xin kể câu pháp cú 386. Cha yin virachama si năng kata kichang anasa wang uttamathang anupattang tamang bhumi brahmanang jayin vira jamasinang kata kichang anasa wang uttamathang anupattang tamang bhumi brahmanang. Tu thiền trú ly trần, phận sự xong vô lậu, đạt được đích tối thượng, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản chuyển ngữ chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã phân tích và đọc xong, con có sai mong ngài và đạo tràng sửa lời giùm con. Và rất là cảm ơn đạo tràng. Bây giờ mình mời niệm bàn tay của Giang Nhật Hà. Nam mô Bố Thà Giá. Dạ, Nam mô Bố Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 386. Dạ, dạ cảm ơn cô Nhật Huỳnh. Cha yin virachama si năng katakit chăng ana sa hoàng uttamat thằng anupat tăng tamahang bru mi brahm ma năng. Cha yin virachama si năng katakit chăng ana sa hoàng uttamat thằng anupat tăng tamahang bru mi brahm ma năng. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Cha là trường âm thông thường. Yin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý, rá, chá là ba đoạn âm. Ma là ma, si là hai trường âm thông thường. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá, tá là hai đoạn âm. Kích là trường âm nhấn. Chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm. Na là trường âm thông thường. Xá là đoạn âm. Quăng
là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cha yin viraja ma si nang katakik chang ana sa wang. Và câu số 3 và câu số 4. Uttamat thang anupat tang tamahang bru mi brahmanang. Ut là trường âm nhấn, ta là đoạn âm, mat là trường âm nhấn, thang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, núp, bát là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brum là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Uttamat thang anupat tang tamahang bru mi brahmanang. Dạ con xin đọc lại. Cha yin viraja ma si nang katakik chang anasawang. Uttamat thang anupat tang tamahang bru mi brahmanang. Tu thiền trú ly trần, phận sự xong vô lậu, đạt được đích tối thượng, ta gọi Bà La Môn, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Cha yin vi ra cha ma si nang ka ta kik chang anasawang. Uttamathang anubhattang tamahang brumi brahmanang. Jayin vira jamasinang katakikchang anasawang. Uttamathang anubhattang tamahang brumi brahmanang. Dạ con đã đọc xong, con có sai nhờ sư chỉnh sửa giùm cho con. Dạ cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính lễ đảnh lễ sư Trí Đức và quý chư tăng. Con kính lễ cô các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng đã cho tín hiệu biết nghe rõ ạ. Dạ con xin trả bài câu pháp cú 386. Cha yin viraja ma si nang katakit chang ana sawang. Uttamat tham anupat tang tamahang pum nipam manang. Cha yin viraja ma si nang katakit chang ana sawang. Uttamat tham anupat tang tamahang pum nipam manang. Dạ xin phân tích câu pháp cú 386 câu 1 và câu 2. Cha yin viraja ma si nang katakit chang ana sawang. Cha là trường âm thông thường, yin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý rá chá ba đoạn âm, ma si hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá tá hai đoạn âm, kích trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, na trường âm thông thường, xá đoạn âm, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cha yin viraja ma si nang katakit chăng á na sa hoàng. Phân tích câu 3 và câu 4. Út tá mắt thầm á nức bắp tăng tam hằng cùng nipam ma nằng. Út là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, thá là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, núp pát là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, mí đoạn âm, pram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Uttamat tham anupat tang tamahang pu nipam manang. Dạ xin đọc lại câu pháp cú 386 ạ. Cha yin viraja ma si nang katakit chang ana sawang. Uttamat tham anupat
tăng ta ma hằng phùm ni phàm ma năng. Tu thiền trú ly trần, phận sự xong vô lậu, đạt được đích tối thượng, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ xin kể ạ. Cha yin vira cha ma si nang kata kit cham anasa wang utama tham manum patang tamahang pu mi pam manang cha yin vira cha ma si nang kata kit cham anasa wang utama tham manum patang tamahang pum ni pam manang. Dạ xin hết ạ. Dạ có gì sai nhờ sư trí đức và đạo tràng sửa giùm ạ. Dạ cảm ơn sư Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ xin cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ con xin xuống mic, xin nhường cho vị kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ Tam Bảo gồm Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con xin kính lễ Chư Tôn Đức, con xin kính lễ Sư Trí Đức, con xin kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và kính thưa tất cả các anh chị trong room. Con xin được đọc ba câu Pháp Cú 386. Cha dinh vi ra cha ma si năng ca ta kích chẳng a na sa hoàng út ta mát thằng a nấp bắt tăng tamahang prumi brahmanang cha yin viraja ma si nang kata kit chang anasawang uttamathang anuppattang tamahang prumi brahmanang. Dạ con xin được phân tích. Cha là trường âm thông thường, yin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý ra chá là ba đoạn âm, ma si là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá tá là hai đoạn âm, kít là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, na là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, út là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, núp là trường âm nhấn, bát là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại. Cha dinh vi ra cha ma si năng ca ta ki chang a na sa wang ut ta mat thang a nup bat tang ta ma hang ru mi pram ma năng. Tu thiền trú ly trần, phận sự xong vô lậu, đạt được đích tối thượng, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa con đã đọc xong, con xin xuống mic, con xin cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ con xin xuống mic. Dạ tha thú kính cảm ơn Sịch Phúng. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phúc hạnh, cô tu nữ tệ duyên. Dạ đạo tràng còn vị nào chưa trả bài không thì xin mời bằng tay nha. Dạ Nhật Quỳnh lặng lên lặng xuống nên nghe không có biết vị nào đã trả bài, vị nào chưa. Dạ còn vị nào chưa trả bài thì xin đưa bằng tay. Và Nhật Quỳnh rất là tán thán Quỳnh An Trần, phải nói là Quỳnh quá giỏi luôn. Quỳnh biết không, hồi sáng Nhật Quỳnh cho Quỳnh cầm
mít ở lớp Phật Thát Thăm Má đó. Tới bây giờ Nhật Quỳnh còn rung. Mà Quỳnh vào đây đã đọc bài được như vậy thì quá là giỏi rồi. Dạ. Tại vì cái luật của cái lớp học Phật Thát Thăm Má không có ai ngoài chư tăng, giảng sư và MC được cầm mít hết. Mà Nhật Quỳnh thấy Quỳnh đưa tay và có vẻ muốn cầm mít nên Nhật Quỳnh cố gắng mời. Mà Nhật Quỳnh yếu à, thế nào ngày mai Nhật Quỳnh ăn cháo lương nặng luôn. Nhưng mà không sao, giúp một người vào được đạo tràng Phật giáo Nam truyền, đại học Bali học pháp cú, có ăn cháo lương cũng đáng đời, cũng không có sao hết. Dạ, rất là hoan hỷ. Dạ, khi Quỳnh vào đạo tràng và Quỳnh đã cầm mít. Dạ, mời mà rung lắm. Dạ, Nhật Hà biết rồi. Dạ, Nhật Hà thường vô trong đó biết rồi. Coi như là bữa nay là Nhật Quỳnh cả gan. Dạ, nên rất là hoan hỷ. À, mến chào Sứ Khá, anh Đúc Khá. Sứ Khá ơi, hôm nay Sứ Khá hay Đúc Khá có cầm mít được không? Ai cầm mít được thì Nhật Quỳnh nhường mít cho, chứ không thì coi chừng ngày khóa sổ nha. Chú cả nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Hồi nãy Nhật Quỳnh thấy ba ông thần chạy ra chạy vào nữa, còn không? Bây giờ có ông thần nào cầm mít không thì đưa bàn tay đi, để không thì ngày khóa sổ đó nha. À, là rất là uổng công nha. Còn ai thì đưa tay lên. Dạ, còn vị nào thì đưa tay lên. Tại vì thấy Quỳnh nói hỏi thì là muốn cầm mít để hỏi coi là làm sao học cấp cứu, làm sao để đọc Bali. Nhật Quỳnh vừa chỉ vừa rung. Bây giờ nhớ lại còn mắc cười luôn á, ba ông thần. Nhật Quỳnh nhớ lại mức vừa sợ mà vừa rung. Dạ, tại vì giờ rung mà dừng cũng vui, là lý do là lúc đó có vậy đó, chát lên là hơi phiền não rồi. Nhưng mà Nhật Quỳnh làm liều. Dạ, thì thôi kệ, không sao, chuyện nhỏ mà. Là hơi giận trong ngày cầm mít mà Sứ Khá cầm mít phải không? Lúc này Sứ Khá trốn học hơi nhiều nghe Sứ Khá. Dạ, vậy con xin được ông bà. Dạ, con xin được trả bài. À, ba ông thần có cầm mít không mà cười? Ba ông thần ơi, cầm mít không? Nhật Quỳnh nhường mít, nhường mời ba ông thần nha. Hello mọi người, nghe con chưa? Hello. Lâu quá con không có vào sinh hoạt, cho nên là con phải sửa lại cái mic. Nhưng mà trước tiên con phải làm đúng thủ tục. Con phải chào trước. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư ông Trí Đức. Cùng quý sông mà có mặt trung hương, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý cô chú và anh chị. Con xin con không biết là mình làm đúng thủ tục hay không, chung có gì thay đổi không, nhưng mà con xin đọc và phân tích câu kinh Pháp Cú 386. Cô cho con bài với cô. Con có cái phone nhỏ xíu à. Dạ, con cảm ơn cô. Cha Yin Vira Chama Si Lan Katakit Chang Anna Sawan Uttamat Thần Anup Tầng Tâm Ma Hằng Pru Nipram Man Năng. Con xin đọc lại lần nữa, con đọc nhanh nhanh. Cha Vin Vira Chama Si Năng Cách Tắc Kích Chẳng Anna Sa Hoàng Út
tam mắt thành anuk bát thành tam ma hằng pro mi pram manan cha jin vira chama si nang katakit chang ana sawang ut tam mắt thành anuk bát thành tam ma hằng pro mi pram manan. Sau đây con xin phân tích hai câu đầu ạ. Cha là chữ ông thông thường, di là chữ ông đọc theo dòng nguyên âm, ví giá chá là ba đoạn âm, ma chi là hai chữ ông thông thường, năng là chữ ông đọc theo dòng nguyên âm, cá tá là hai đoạn âm, thích là chữ ông lớn, chăng là chữ ông đọc theo dòng nguyên âm, á là đoạn âm, na là chữ ông tông trường, xá là đoạn âm, quan là chữ ông đọc theo giọng nguyên âm. Và tiếp theo là hai câu 3 và câu 4. Út là chữ âm nhấn, tá là đoạn âm, mắt là chữ âm nhấn. Thăng là chữ âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, nước là chữ âm nhấn, bắt là chữ âm nhấn, tăng là chữ âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là đoạn âm, hai là chữ âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là chữ âm tông thường, mí là đoạn âm, râm là chữ âm nhấn, má là đoạn âm, năng là chữ âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại toàn bài ạ. Cha yin vira chama si nang katakit chang anna sawang ut tamat thang anup pat tang tamahang pru pru mi pram manang. Và con xin đọc lời dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Tu thiền chủ lý trần phần sự sống vô lậu đạt được đích tối thượng ta gọi Bà La Môn. Và sau đây con xin hát theo điệu xì lô vậy. Cha yin vi ra cha ba si nan ca ta ki chan a na sa wan u ta mat thân a nu pat tan ta ma hang pu bi pram ma nan. Dạ, đó là con kể theo điệu xì lô và con đã đọc xong ạ. Con xin ngừng. Hồi nãy con nghe cô nói là cho cái chú gì đó cầm mic. Và con nói là xả thân vì đạo. Kệ, mình cứ hướng dẫn và mình cứ để người ta cầm mic và mình cứ bị đòn cũng không sao. Cô đó là được phước á. Dạ, con đã đọc xong rồi, con thấy sư ông bóp bài lên là con hết hồn. Dạ, con xin xuống ạ. Sa thú, sa thú. Lâu quá mới gặp lại ông Thần Tài, ha. Ông Đẻ, ông Táo. Ở đây thế sĩ chuyên chắp lên một câu thấy vui quá. Sĩ từ bi hỷ xã tu dữ quá mới lên tới ông Địa, ông Thần Tài, ông Táo. Thay vì từ bi hỷ xã tu tập mà bốn cái phạm trú này thì sẽ lên tới cõi phạm thiên. Sao không lên tới cõi phạm thiên mà lại lên tới làm ông Thần ông Địa, ông Thần Tài, ông Táo. Hôm nay xin ông Địa, ông Thần Tài, ông Táo đến với đạo tràng đọc ba trường âm thông thường, rồi hai cái trường âm gọi là tông tường, chữ cha, chữ ma, chữ si, thì nó rõ ràng là ba trường âm thông thường. Nhưng mà rồi tới chữ gì, chữ na, chữ pru,
thì gọi đó là hai trường âm thông thường. Rồi cái giọng kệ như vậy mà gọi là giọng kệ xì lô hả? À, xì lô hả? Kệ vậy hay quá nhá. À, nhưng mà hôm nay đặc biệt Quỳnh An Tầm đến bên đạo tràng làm chúng tôi bất ngờ. Đến rất là sớm, vừa mở room là thấy đã có Quỳnh An Tầm rồi. Nhưng mà khổ một cái, cái nick này mới quá, chúng tôi gọi bằng sít, gọi bằng người nữ. Nhưng mà không ngờ khi cầm micro lại là người nam. Mà người nam mới có 14 tuổi à. Quý vị thấy trẻ trung như vậy mà đến với đạo tràng là mãnh dạn đưa tay lên đọc và phân tích rất là chuẩn. Chữ nào là trường âm, chữ nào là đoạn âm. 57 tuổi rồi hả? Ai biểu để số 14 làm chi? Nhìn vô đó mới tưởng 14 tuổi. Trong những cái trường âm thì có một chỗ nhấn mạnh chữ út là trường âm nhấn. Quý vị thấy rằng chữ cha, chữ yin là hai trường âm ha. Chữ ma, chữ si, chữ năng là ba trường âm ha. Nhưng mà tới chữ út này, út tâm mắt thân, thì chữ út này để cho biết đó là trường âm nhấn. Cái quan trọng ở đây không phải là trường âm nhấn, trường âm thông thường, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mà quan trọng ở đây là dài và ngắn. Dài và ngắn. Chữ nào chúng ta đọc giọng dài, đó là trường âm. Chữ nào chúng ta đọc nhanh, lẹ, mau, thì đó là đoạn âm. Nhưng mà nói ra trường âm thông thường, trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, để cho quý vị có một cái sự quan tâm. Chứ thấy, mình cũng đọc giọng dài cũng là trường âm, nhưng mà tại sao nó lại thế này thế kia? Cái điều quan trọng ở đây chúng tôi rất là hoan hỷ với Quỳnh An Tầm. Lần đầu tiên như vậy là thành công. Mà đọc hay đấy chứ đâu phải đọc dễ. Trong khi đó, những cái vị mà đến với đạo tràng lâu nè, như là chiếc lá mùa xuân nè, quý vị nghe cái giọng đọc của chiếc lá mùa xuân chẳng có thấy mùa xuân tí nào ha. Nghe sao mà nó giống như mùa thu, mùa đông á. Có chị Nhân, trời ơi, cái bánh mà không có Nhân là dở lắm. Phải có chị Nhân trong đó, mới có cái Nhân trong đó nó mới ngon. Cho nên chiếc lá mùa xuân hả, tuổi trẻ tài cao thì mình phải làm cho tươi mát, cho linh động, cho sống động cái lúc này. Tại sao đọc cái giọng buồn? Nhưng mà buồn hơn nữa là ai? Quý vị biết rằng buồn hơn nữa đó chính là cô tu nữ Tuệ Duyên. Cô tu nữ Tuệ Duyên khi mà đọc cái bài kệ mà câu Phật ngôn này á, nghe qua là muốn đặt ngủ thiền luôn. Tại sao? Cái giọng kệ đặc biệt, giọng kệ đặc biệt mà chính cô tu nữ Tuệ Duyên đã nói lên cái thiền của ngũ thiền này, tức là buồn nào rồi cũng trôi qua, chỉ có buồn ngủ không tha đứa nào. Tại sao hôm nay cô tu nữ Tuệ Duyên kệ hay đến nỗi là chúng tôi muốn đắc ngũ thiền luôn. Nghe buồn xong rồi nó sao sao đó. Mà thật sự trong cái sự tu tập của chúng ta thành công là chúng ta phải thấy được cái khổ, chúng ta mới nhàm chán, mới ly tham. Đây chưa thấy cái khổ, mình thấy cô tu nữ coi như tự nhiên mà đặt lên là chúng tôi muốn vô ngũ thiền rồi. Rồi, xin lỗi quý vị, thời gian không còn nhiều. Bây giờ chúng ta đi vào trong tự vấn để tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Quý vị đọc như vậy là tuyệt vời, nhưng mà chúng ta phải hiểu ý nghĩa. Chứ ví dụ như khi người ta nói cha yin là cái gì, mình chẳng biết cái gì hết, đọc được mà không hiểu được cái nghĩa của nó. Bây giờ đi vào từ vựng.
cha dinh quý ra chắc ma si nằm. Câu đầu tiên ha. Cha dinh quý cha ra ma si nằm. Bây giờ cái từ cha dinh do cái từ cha di. Cha di là một danh tính từ nam tính. Và chữ cha di này được chia theo đối các số ít. Đu tì giao quý phá tí e ká quá chà ná. Cho nên cha di biến thành cha dinh. Cha dinh có nghĩa là vị có thiền. Tức là người này có sự an trú trong pháp. Người có thiền tức là người này có cái tâm luôn luôn hướng về những cái đối tượng xung quanh, gọi là vị có thiền ha. Bởi vì chúng ta hiểu thiền là gì? Thiền là một việc làm của tâm à, thiền là một việc làm của tâm. Thì cái tâm của chúng ta theo dõi, quan sát à, ghi nhận cái đối tượng, thì chính chúng ta đường hướng về thiền. Từ thứ hai, Viracchamasinang. Cái từ Viracchamasinang do hai từ cộng lại, tức là quý ra chân, quý ra chân cộng với a si năng ha. Chữ quý ra chân chúng ta thấy tiếp đầu ngữ quý có nghĩa là không, là khỏi. Rồi chữ ra chân do cái từ ra chá, ra chá nó là một danh từ nam tính, akranta pumlinga. À, chữ ra chá có nghĩa là bụi bặm. Và cái từ ra chá này quý vị đã từng học rồi, trong câu Phật ngôn à, nói về Chula Pantaka ha. Chula Pantaka tức là cái vị này 4 tháng học không thuộc một câu Phật ngôn à, cho nên cái người anh là vị trụ trì Maha Pantaka đã đuổi cái vị này không cho tu. Nó tu hành cái gì mà 4 tháng trời không thuộc một bài kinh, một bài kệ. Thôi quê quá à, mất mặt quá, anh em với nhau mà thiên vị vậy không được. Thôi học không thuộc thì tu cái gì, đuổi à, vị này coi như buồn chán. Cái tâm thì rất là muốn tu, buồn chán rồi à, sợ đi đi về mà lúc mà sáng sủa thì người ta họ nhìn thấy quê cho anh của mình là chủ trì mà cũng quê cho chính bản thân mình. Cho nên vị này nghĩa là vừa hừng sáng à, tức là cuốn gói đi một cách lặng lẽ âm thầm. Nhưng mà không ngờ cái duyên đã đến à, khi mà vừa bước chân ra cổng chùa thì gặp Đức Phật đứng ở ngoài cổng á, ngay cổng á. Hai người đi đâu? Cho mình ngại, con ngu quá, học 4 tháng mà không thuộc một câu Phật ngôn, cho nên anh con đã đuổi con ra khỏi chùa hoàn tục. À, Đức Phật hỏi, vậy thì ngươi tu theo anh của ngươi hay là tu theo giáo pháp của Như Lai? Bạch ngài, con tu theo giáo pháp của ngài. À, nếu mà tu theo giáo pháp của Như Lai thì hãy thực hành theo những lời dạy của Như Lai. Nè, hãy cầm cái khăn này, và khi mặt trời mà mọc lên á, rồi đưa lên tay vò ha, rồi đưa cái khăn lên nhìn vào cái khăn đó. Ngươi cứ làm như vậy đi. À, ông này được à, nghe Đức Phật là không đuổi mình à, tức là còn cơ hội tu tiếp à, quan hệ qua rồi. Khi mà Đức Phật và Chư Tăng đi Tây Tạng hết thì ông ở nhà, ông cứ đưa cái khăn lên vò và đưa lên. Khi đưa cái khăn mà vò như vậy thì cái từ này ra chát à, tức là tẩy sạch à. Chữ ra chát là bụi bặm. Mà Đức Phật bảo hãy đưa cái khăn bò đưa lên nhìn vào đó và đọc cái câu tẩy sạch bụi trần. Thì có cái từ ra chân này à, ra chá này tức là bụi bặm.
Và khi mà cái khăn trắng mà đưa lên vò vò mồ hôi, rồi đưa lên vò nhìn một chặp nó đen thui. Khi mà từ màu trắng qua màu đen thì cái vị này đã quán về vô thường, chứng đắc thanh quả của tuệ phân tích. Nhớ chữ ra chá, ra chân là bụi bặm ha. Mà khi mà nhớ bụi bặm thì nhớ đến ngài Chu La Văn Thạc Cá. Rồi quý ra chân là không có nhiễm ô ha. Quý ra chân là không có nhiễm ô. Rồi cái từ a si năng, a si năng do cái từ a si na. A si na đó là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính. Và chữ a si na nó được chia theo đối cách số ít đu tỷ gia quỷ phát tỷ e cao qua chẳng nạn. Cho nên a si na biến thành a si năng. A si năng có ý nghĩa là đã ngồi xuống, đã ngồi xuống. Hoặc là còn có một nghĩa nữa là nơi thanh vắng, nơi thanh vắng. Như vậy thì cái câu số 1 và câu số 2, câu số 1 này chưa có trọn nghĩa. Chúng ta đi qua cái câu số 2 ha. Katakichang Anna Sawang, Katakichang Anna Sawang, Katakichang. Ở đây do hai từ cộng lại là chữ Kata và chữ Kichang. Kata đây là một dạng quá khứ phân từ của cái động từ Karoti. Karoti là làm, nhưng một quá khứ phân từ có nghĩa là đã làm. Kata là đã làm. Và Kichang, Kichang do cái từ Kichá. Kichá là một danh từ trung tính. Akarantanapum Sakalinga, Kichá có nghĩa là phận sự, việc làm. Nhưng mà những Kichá này cũng được chia theo đối các số ít đô tỷ giáo quỷ phát tỷ e cao quá chẳng hạ. Cho nên Kichá biến thành Kichang. Vậy thì hai từ này đi chung lại, Kata Kichang có nghĩa là có phận sự đã được làm xong. Có phận sự đã được làm xong. Rồi từ thứ hai, Anasawang, Anasawang. Chúng ta thấy tiếp đầu ngữ anh ở phía trước. Tiếp đầu ngữ này có nghĩa là không. Và Asawang do cái từ Asawa. Asawa là một danh từ nam tính. Akrantapumlinga. Asawa ở đây được chia theo đối các số ít Dutiya Vipati Ekawa Chana. Asawa biến thành Asawang. Asawang có nghĩa là lậu hoặc. Nhưng mà có chữ anh ở phía trước. Anasawang có nghĩa là không còn lậu hoặc. Không còn lậu hoặc. Vậy thì câu 1, câu 2, hai câu này bổ sung ý nghĩa cho nhau. Cha dinh quý ra cha ma si nâng ca ta kích chàng anna sa hoàng. Vì có thiền, không ô nhiễm, đã ngồi xuống nơi thanh vắng. Có phận sự đã được làm xong, không còn lậu hoặc. Hai câu này có ý nghĩa. Vị có thiền không ô nhiễm đã ngồi xuống nơi thanh vắng. Có phận sự đã được làm xong, không còn lậu hoặc. Đó là ý nghĩa câu 1, câu 2 ha. Bây giờ qua câu 3. Làm sức phục huynh quếu chát lên không kịp luôn. Đang ngồi xuống nơi thanh vắng rồi, rồi thêm cái dấu hỏi nè hả.
phận sự đã được làm xong, không còn lậu hoặc. Phận sự đã làm xong, không còn lậu hoặc. Nghe tiếng bà con gà đó bị phân tâm mà, ha. Cho nên để một cái dấu hỏi to tướng. Rồi, dấu hỏi đã được giải quyết xong chưa? Thì như vậy bây giờ coi như chữ lớn quá người ta thấy coi như là coi như hơi quê quê hay sao, bây giờ mới chát lên chữ bự nè, hồi nãy chát chữ nhỏ xíu à. Rồi xong, bây giờ câu 3, câu 4 ha. Uttamattang anuppattang, Uttamattang anuppattang. Câu số 3, Uttamattang do hai từ Uttama cộng với Attang. Uttama đây là một tính từ, có nghĩa là tối thượng, cao thượng, nói là tuyệt đỉnh, cực đỉnh. Tức là Uttama là không còn cái gì để mà so sánh, tối thượng. Rồi cộng với Attang, Attang do cái từ Attha. Attha đây là một danh từ trung tính, Akrantanapumsakalinga. Attha ở đây có ý nghĩa là mục đích, mục đích. Nhưng mà Attha được chia theo đối các số ít, Dutiya, Vipatiya, Kavacana. Cho nên Attha biến thành Attang. Uttamattang có nghĩa là mục đích cao thượng. Mục đích cao thượng. Rồi, từ thứ hai. Từ thứ hai, Anuppattang. Anuppattang, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ Anu ở phía trước, có nghĩa là gần kề. Gần kề. Rồi thêm một tiếp đầu ngữ nữa là Pa. Bá có nghĩa là hướng về. Căn ngữ của chữ Bát Tăng ở đây có nghĩa là căn ngữ áp, đạt đến, thành tựu. Thì ở đây nó cũng được chia theo đối các số ít. Át tá được chia theo đối các số ít, đối tỷ giao phát tỷ e cao quá trần á. Cho nên biến thành chữ tăng. Vậy thì Anuppattang ở đây trong cái dạng quá khứ phân từ nam tính có ý nghĩa là đã được đạt đến, đã được đạt đến. Vậy thì câu số 3 này, Uttamattang Anuppattang là đã đạt đến mục đích cao thượng, đã đạt đến mục đích cao thượng. Câu cuối cùng, Tamahang Prumi Brahmanang, Tamahang Prumi Brahmanang. Với cái câu cuối cùng này thì chúng ta đã từng học rồi. Chữ tăng cộng với a hằng thành ra tâm a hằng. Tăng có nghĩa là điều ấy, việc ấy, sự cố, sự kiện ấy, ha. A hằng là tôi, pru mi là gọi, nói. Tức là tâm a hằng pru mi, Như Lai nói cái vị đó. Như Lai nói cái vị đó, ha. Hay là gọi cái vị đó Brahmanang, tức là Bà La Môn. Thì cái câu cuối này thì chúng ta cũng đã từng phân tích rồi, ha. Thì chúng ta rút ngắn thời gian đi, ha. Câu Phật ngôn 386 cho chúng ta một ý nghĩa.
Vì có thiền không ô nhiễm đã ngồi xuống nơi thanh vắng, có phận sự đã được làm xong, không còn lộ hoặc, đã đạt đến cái mục đích tối thượng, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Vị có thiền không ô nhiễm đã ngồi xuống nơi thanh vắng, có phận sự đã được làm xong, không còn lộ hoặc, đã đạt đến mục đích tối thượng, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: tu thiền ly nhiễm vô trần, sống đời ẩn dập tinh cần sớm hôm, hoàn thành mục đích chánh chơn, Như Lai gọi Bà La Môn chẳng nhầm. Tu thiền ly nhiễm vô trần, sống đời ẩn dập tinh cần sớm hôm, hoàn thành mục đích chánh chơn, Như Lai gọi Bà La Môn chẳng nhầm. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ ngũ ngôn thế này: tu thiền trú ly trần, phần sự xong vô lậu, đạt được đích tối thượng, ta gọi Bà La Môn. Tu thiền trú ly trần, phần sự xong vô lậu, đạt được đích tối thượng, ta gọi Bà La Môn. Bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha, còn thời gian quá ngắn, quý vị thông cảm ha. Duyên sự cầu Phật ngôn này cũng ngắn gọn thôi, nó cũng phù hợp với cái thời gian chúng ta. Tại sao có cầu Phật ngôn này? Cầu Phật ngôn 386 được Đức Phật đề cập đến một vị Bà La Môn ở tại chùa Kỳ Viên. Thì có Bà La Môn khởi lên cái sự suy nghĩ rằng Sa Môn Vô Tầm Á gọi đệ tử của mình là Bà La Môn, còn ta cũng là vị Bà La Môn theo chủng tộc và dòng giống, thì Sa Môn Vô Tầm Á cũng nên gọi ta như vậy mới phải chứ. Nghĩ sao thì làm vậy. Và các ông Bà La Môn này đi đến tỉnh xá Kỳ Viên ý kiến Đức Thế Tôn và trình lên vấn đề đó, tức là tôi là một vị Bà La Môn chính thống theo chủng tộc và dòng giống, thì như vậy Ngài cũng nên gọi tôi là Bà La Môn mới phải. Nhưng mà Đức Phật trả lời: này Bà La Môn, Như Lai không gọi ngươi là Bà La Môn chỉ vì dòng giống và chủng tộc. Như Lai chỉ gọi người chứng đạt cái lợi ích tối thượng mới chính là vị Bà La Môn. Và thế là Đức Phật Ngài đã nói lên câu Phật ngôn này để xác minh Bà La Môn có ý nghĩa như thế nào. Cha Dinh Quý Ra Chắc Ma Si Nàng Ca Tắc Kích Chẳng A Nà Sa Hoàng Út Ta Mắt Thần A Lúc Bách Tăng Tam Ma Hằng Trụ Miết Trầm Ma Năng. Tu thiền trú ly trần, phần sự xong vô lậu, đạt được đích tối thượng, ta gọi Bà La Môn. Như vậy thì ở đây cái điều mà chúng ta thấy Đức Phật gọi Bà La Môn, tức là một người đã làm xong cái bổn phận của mình, đã đạt được cái mục đích cứu cánh của phạm hạnh, thì khi đó mới gọi là Bà La Môn. Và chúng ta biết rằng trong cái vấn đề tu thiền, trong vấn đề tu tập á, của một người con Phật, thì trước tiên chúng ta phải tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ. Tu thân là như thế nào? Sự tu tập về thân như là thân hành tốt đẹp, hoan nghi tế hạnh, cử chỉ không đáng bị khiển trách, tức là kayapavana, tức là chúng ta lấy chính cái thân của chúng ta làm cái đề mục để rồi phát triển thân, thọ, tâm, pháp. Điều thứ hai, chúng ta phải tu giới silapavana, sự tu tập về giới luật, thu thúc trong giới bổn, không vi phạm điều học, đã thọ trì, biết sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, đó là tu về giới.
Điều thứ ba là Chitta Bhavana, tu tâm. Sự tu tập về tâm là phòng hộ nội tâm, phát triển cái tâm được tốt đẹp, như là an trú trong vô lượng tâm từ bi hỷ xả, để rồi tinh tấn nhẫn nại thực hành thiền chỉ và thiền quán. Điều thứ tư là tu tuệ Panya Bhavana, tức là sự tu tiến về trí tuệ, phát triển làm cho tăng trưởng chánh tri kiến, tu tập trạch pháp, thẩm sát danh và sắc theo tam tướng vô thường, vô não, vô ngã, để nhàm chán, để xả ly, để ly tham, để được giải thoát. Thì như vậy trong sự tu tập của chúng ta có bốn vấn đề: tu thân, tu giới, tu tâm và tu tuệ. Khi mà chúng ta tu theo bốn sự tu tập này thì chúng ta sẽ phát triển về nội tâm của chúng ta, hướng qua các cái vấn đề về thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Trong cái sơ thiền này, do tâm của chúng ta an tịnh, mà cái tầng thiền có năm chi, tức là tầm, tứ, hỷ, lạc và định, thì sơ thiền là một cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, do ly dục mà nó sanh khởi. Nhị thiền là cái tầng thiền có ba chi: hỷ, lạc và định. Nhị thiền là một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Tam thiền là cái tầng thiền có hai chi: lạc và định. Tam thiền là một trạng thái xả niệm lạc trú. Và tứ thiền là cái tầng thiền có hai chi: xả và định. Tứ thiền là một trạng thái xả niệm thanh tịnh. Thì như vậy, khi mà tâm của chúng ta được bình thường, tâm thì đạo ha, được an tịnh rồi, thì chúng ta sẽ đi vào trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, lên cõi trời sắc giới. Rồi từ đó chúng ta cố gắng tu tập để đạt đến bốn cái bậc thiền của vô sắc, tức là thiền không vô biên xứ, thiền thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Không vô biên xứ ở đây là một trạng thái thiền vượt qua mọi sắc tướng, an trú tâm định với cái tác ý hư không vô biên giới. Rồi thức vô biên xứ là một trạng thái thiền do vượt qua cái tưởng không vô biên xứ với cái tác ý tưởng là thức tâm không biên giới. Vô sở hữu xứ là một trạng thái thiền chứng do vượt qua cái tưởng thức vô biên xứ với tác ý rằng không có gì cả, không có gì hết. Và phi tưởng, phi vi tưởng xứ là một trạng thái thiền chứng do vượt qua tưởng vô sở hữu xứ với tác ý không có tưởng cũng không phải không có tưởng, cũng là một cái trạng thái thiền vô sắc vi tế, dường như không có tâm nhưng mà không phải là không có tâm. Thì như vậy, ở đây trong cái sự tu tập, dù là thiền về sắc giới, thiền về vô sắc giới, rồi chúng ta cũng lẫn quẩn trong cái vấn đề sanh tử luân hồi. Cho nên khi mình Đức Bồ Tát gặp hai vị thầy, A-la-ca và U-đa-ca, thì hai vị này hướng dẫn để cho Đức Bồ Tát tu tập mà đạt đến cái cõi cục tột cùng, tức là thiền vô sắc, rồi đến lên túc ở trên cao như vậy. Nhưng mà Đức Bồ Tát thấy rằng đi lên cũng phải đi xuống thôi, cũng nằm trong cái vấn đề sanh tử luân hồi, cho nên ngài từ bỏ. Ngài từ bỏ cái đó để rồi nhớ lại trong quá khứ,
à, khi mới 7 tuổi trong cái lễ hạ điền, hãy nhìn lại chính cái hơi thở của mình. À, và ngài bắt đầu khám phá bản thân này. Để rồi quý vị thấy rằng ngài đã vượt qua 4 bậc lưu, đó là dục bậc lưu, hữu bậc lưu, kiến bậc lưu và vũ minh bậc lưu. Tức là ái tham theo những cái món dục lạc của trần thế, rồi muốn cái cảnh giới đi tái sanh được tốt đẹp, rồi chấp vào tà kiến sai lạc về chân lý, và nhất là si mê tâm tối, không biết những cái pháp đáng biết. Và chính vì vậy cho nên ngài thật cố gắng thể hiện để trở thành những bậc thánh nhân mà gánh nặng được đặt xuống. Thì tôi vượt qua dự lưu, tôi vượt qua nhất lai, tôi vượt qua bất lai, để rồi trở thành một vị A-la-hán, tức là đã chứng đắc về tứ quả, tuyệt trừ được 5 kiếp sử còn lại, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, không bộ của mình. Một vị thánh hoàn toàn thanh tịnh, đoạn diệt tất cả phiền não, dù là thô hay là tế. Vì này đã đặt xuống mọi gánh nặng, không còn sanh tử luân hồi. Thì như vậy, khi nào mà gánh nặng đã đặt xuống, à, các ta kích chân ha, các ta kích chân, tức là việc thiện hay là ác mà chúng ta bỏ xuống, à, khi đó chúng ta mới hoàn thành cái phạm hạnh của chúng ta. À, đây là mục đích cứu cánh của người tu Phật. Tại ý nghĩa câu Phật ngôn này, một vị Bà La Môn là một vị gánh nặng để đặt xuống, chứ không phải một vị Bà La Môn là người đó do cái dòng giống, do cái chủng tộc, à, bảy đời thanh tịnh. À, thì với cái câu Phật ngôn này, này chúng ta thấy rằng muốn Đức Phật gọi chúng ta là một Bà La Môn thì rất là khó khăn. À, chúng ta phải đặt cái nặng xuống. Còn cái nặng mà chúng ta còn đeo mang, à, con là nợ, vợ là oan gia, cái nhà là nghiệp chướng, thì khi đó chắc chắn rằng chúng ta còn sanh tử dài dài. Rồi, thời gian đã trôi qua, quý vị hoan hỷ ha, hơi lố ha. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin qua lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thinh văn tính chúng phụ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so tu vô ô tu sa ba da. Do lời chân thật này kính dâng và phước lên chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Xin mời sư đồng nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.